Này là bắp chuối rồng nha mấy bạn. Cái này là người ta gọi là bắp bao tử do nó chưa có ra trái á. Thường bắp bao tử ở chợ bán cũng mắc á. Chúng mình đi chợ mua nhớ là 70.000 một bắp lận á. Chuối rừng thì nó đỡ chết hơn nhiều so với loại mấy cái loại chuối khác. Mà khi mà mình ăn từ bắp bao tử này thì nó cũng nhiều chất hơn nữa. Mấy bạn mua về hay là hái thì về lột bỏ hết mấy cái phần vỏ bên ngoài có màu tím ra, tại vì nó dai lắm, ăn ăn dai, nhà mình răng yếu hết rồi ăn dai được. Con bọ đang rình mò đòi ăn đó mấy bạn, rình mò ở dưới mà nó ăn hạt không mà nó không ăn mấy cái này đâu, nó khoái dòm vậy đó. Nó thường nhà mình sẽ nấu ba bắp với 7 trái cà chua. Bây giờ mình ngồi mình lột ra từ từ, lột ra từ từ các bạn. Cái phần trắng thì mấy bạn giữ lại, còn cái phần có màu thì mình lột mình bỏ, tại vì dai quá. Dạ. Còn cái bắp này là cái bắp mà nó đã ra bớt trái rồi nha mấy bạn, nó sẽ khác cái bắp bao tử chút xíu. Còn miếng bò dòm gì nữa, tò mò dữ lắm. Em này mình nuôi được 2 năm rồi, hơi bị đẹp trai. Mình lột nắng nõn cái ở trong thôi nha mấy bạn, chứ cái phần mà vỏ màu tím đậm này là sẽ không ăn được. Cứ vậy mấy bạn lột cho tới khi nào thấy màu trắng thôi. Bắp chuối thì rất là tốt cho thận, cho nên cái món này mấy bạn ăn sẽ rất là tốt. Lại thường hoa chuối là không bao giờ bị phun xịt hay thuốc hết đó. Cùng lắm những cái vườn, nhất là hoa chuối rừng nữa, thì bảo đảm 100% là không có một cái phân hóa học hay thuốc gì đâu mấy bạn. Còn những hoa chuối khác thì cùng lắm người ta chỉ bỏ chuối, người ta chỉ phải xịt vào, nếu mà xịt thuốc sâu sẽ xịt một ít vào gốc, nhưng mà cũng năm chắc một xịt một lần à. Cho nên hoa chuối là một cái sản phẩm rất là an toàn. Chuối sau khi lột xong thì mình sẽ làm đôi hoặc là sẽ làm tư nha. Các bạn sẽ làm đôi thì nó sẽ đẹp, sẽ làm tư thì nó sẽ ngắm. Các bạn thích đẹp hay thích ngắm tùy các bạn. Xong mấy bạn chuẩn bị sẵn tô nước muối nha, bỏ chuối vô để cho nó khỏi bị nâu. Bạn ngâm nước muối xong rồi các bạn xả qua vòi nước để cho nó chuối nó khỏi chát. Nếu mà không có nhiều nước thì các bạn ngâm nước xong rồi xả, ngâm nước xong rồi xả. Còn nước của mình nước trên núi xuống nên mình cứ để vòi nó chảy thôi. Xong sau khi xả nước mình đem chuối đi luộc hay hấp nha, này mình bỏ là hấp đó nha. Mình đảo như là mình dầm cho nát cà chua ra. Bạn nêm đường nước mắm bạn nêm tùy theo khẩu vị của mình thôi nha, nêm sao cho vừa là được thôi. Chủ yếu là mình đổ nước thôi với dầm cà, để cho cà nó ra thì cái sốt mình nó ngon hơn. Sốt cà xong á, mấy bạn lấy cái phần chuối đã luộc hay hấp rồi á, bỏ vô để cho sôi lại lần nữa là được. Bỏ. 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 Xuống cơm. Đừng ngủ nữa bà. À, đừng ngủ nữa. Cơm, cơm, cơm. Dậy cơm. Bỏ. Dậy cơm chưa? Ăn cơm chưa? Phê quá là không cần ăn nữa hả? Ta see you again. Cảm ơn mấy bạn.